ອ້າຍຂ້ອຍມີມືເລີຍໃຫ້ມື້ສໍາລັບບ້ານໆຕາຄະນີ້ເດັດຕອງຕໍານັງການໃຕ້ນິພົນອັນຈັ່ງອາຄາເປດສົມຕາມດານຂ້ອຍ ការសិក្សាអំពីវិធីតៃនិពន្ធគឺជាការសិក្សាពីរបៀបតាក់តែងរឿងដែលមានច្រើនប្រភេទដូចជាការតែងរឿងបុរាណរឿងទំនើបហើយប្រភេទរឿងនីមួយៗមានលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកៗពីគ្នាតាំងពីចំណុចផ្ដើមរឿងតួរឿងនិងការបញ្ចប់រឿងការផ្ដើមរឿងអ្នកនិពន្ធសរសេរផ្ដើមរឿងតាមវិធីផ្ដើមមួយដោយមានការបង្ហាញធម្មជាតិនៅត្រង់កន្លែងណាមួយ ឈ្មោះតួអង្គឬទំនាស់សកម្មភាពលាក់រូបភាពទៅនឹងដំណើររឿងតែម្ដងឧទាហរណ៍ការផ្ដើមរឿងរបស់អ្នកនិពន្ធនោះហាច់នៅក្នុងរឿងការសរពោនគឺថារទេះភ្លើងបោលលឿនដូចព្យុះកាត់ព្រៃខ្លុងនិងព្រិចរត់ឆ្លងអូហើយច្រៃពុះជើងភ្នំដោយបញ្ចេញសន្ធឹកខ្ទររំពងធ្វើឲ្យរញ្ជួយផែនពណ៌សធាបុនធឿនគឺជាមនុស្សនៃកុមារដែលមានមុខក្រៀមក្រំ បាននេះគឺជាឧទាហរណ៍តកតងជាមួយនឹងការផ្ដើមរឿងនៅក្នុងរឿងផ្កាស្រពោនចំណុចទី2តួរឿងឬដំណើររឿងនៅក្នុងតួរឿងឬដំណើររឿងអ្នកនិពន្ធបានប្រើវិធីច្រើនយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើររឿងស្របគ្នាទៅនឹងបញ្ហាចោទនិងដំណោះស្រាយនៅក្នុងរឿងដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាច់រឿងមានសកម្មភាពប្រតិក្រឡាគ្នាហើយមានភាពរស់រវើកធ្វើឲ្យអ្នកអានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នេះរួមគឺជាវិធីរបស់អ្នកនិពន
ពរនីយវិធីគឺអ្នកនិពន្ធប្រើវិធីរៀបរាប់ធម្មជាតិតួអង្គសកម្មភាពប្រកបដោយសិលរូបបរមខ្ពស់ធ្វើឲ្យអ្នកមើលអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ហាក់ដូចជាឃើញរូបពិតក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនសង្វេគវិធីគឺអ្នកនិពន្ធប្រើវិធីរៀបរាប់បង្កើតនូវស្ថានភាពផ្សេងៗនៅក្នុងសាច់រឿងដើម្បីឲ្យតួអង្គមានការសន្ទនាគ្នាឬនិយាយឆ្លងឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកឯកវិធីវិធីជីវវិធីដែលអ្នកនិពន្ធធ្វើឲ្យតួអង្គនិយាយឬគិ
tờ lờ bánh hà vầy mùi khăn nông chì vật khăn nông xích rương rồi bạc luôn. Tôi chỉ cả cực nốt miễn sản thân phiếp bạp ná gõ đòi. Ô bà mạng vị thị, chí vị thị đại nhận bốn lực dọc nơi cả phía bạc đôi ở vầy mùi tờ nâng vầy mùi tiết đòi bạc sơ vị thị nâng sơ rút bà rộng. Bạc đệ vị thị, nét đi bốn bạc vị thị bằng hai nơi phiếp khó khăn nế và tôi khăn nế bí sản thân phiếp sẽ cả mạng phiếp tù ổng rút bạc đà nà mùi đòm bây rộng đếch phía rương tam mà nô gọi tệ rộng bọc luôn. Sẵn tê hạ vị thị, chí vị thị để nhận đi bốn mình cắt là khốn đồng nà rương rồi bọc luôn đảm bấy ói nẹ an nẹ sạp chí ngò chóng đăng to tổ tiệt. Vô tâm man vị thị, chí vị thị bằng hai rồi bọc nhận đi bốn đảm bấy thua ói sẽ cầm việc phòng rương biên phiếp rạc xa lãng càng lãng vãi chân nạ vị thị. Cứ chí vị thị để nhận đi bốn chế bà bà bịa bích xa mánh nghe an nghe sạp nghe dồn rư bà bịa bích bị bạ dồn bị bạ an đô chía bịa khmai bổ rán bà lấy sáng sắc chế đàm. Rất chân nào vị thí, cứ chí vị thí để nét nếp bôn bà đảm bày sở xê tạ tay át bọt rương rồi bọc luôn. Tôi chỉ bịa riêng, bịa cạp, ở miếng bịa bích khá liên là bà thoa mặt đá, đáy bà chí chân tu tớ để dùng bà. Thlop sạp, thlop bà, mân bị bà án, bị bà sạp, rư bị bà dồn lòi. Chúng nói chỉ bấy, cứ cá bằng chọc rương. Cứ chí vị thí để nét nếp bôn sở xê bằng chọc rương rồi bọc luôn đòi bà vị thí tràn giáng. Chúng cá nét nếp bôn sở xê bằng chọc rương đòi. Ai tụ ông ấy bỏ rướng nở ruốc. Chúng cá ai tụ ông ấy slap. Chúng cá bằng chọc rướng tầng bố đời cực đấy sừng khâm cực khỉa. Chúng cá bằng chọc rướng đời bằng hai phiếp chốc chế rồi bỏ tụ ông lọ. Nâng bỏ đó sẽ cực đấy sạp bài rí rí. Đó là nè án nè slap thiệt thòng. Tam giác át bạc đọ sẵn nông râm ca sạp bốn vẹn đi bằng buồn. Chẳng bốn bốn đọ khỉa ai slap nâng át bạc rướng ca sạp bốn đời đọ sẵn chanh bì vẹn đi bằng buồn. Và rồi hãy bằng hai tí vị thí tại Nhật Bản mà tam viện để thì đang đọc xong đi và chương mà khai biến số 100 tam tam đáp đôi tờ tử xiêm riệp chia côn còn mùi sát nhỏ nhấm lồng ó đôi thằng nó đại miến rốt có chết cho một lúc tàu lờ trò trắng trò cháy nắng đôi côn sừng tội mùi đại miến tất là chuồng hô mọc bằng vờ rồi hạt ôi lưu xâm đời thường hồ giáng sẵn nghe sẵn ngọt. Nghĩa đâm nà nà có tài bắt đầu bọt sẵn lành tì bà chúng chôn nịch đài. Nếu sai dọn là cả rốt dôn bao châu khăn nông con xìm riệp hồi tới chúc chót nơi trăng xà vật.
nhẹ đầm nào tăng phụng có bởi nhập cho bì lờ lán mình đi rộng ai văn riêng khuôn dây nuôn quật cho nơi trên trán thân nó hỏi rộng bây rộng mơ chuyên đầm khả nạc lũ miễn bởi mà nhẹ chia con đàm mà lũ bé áo tế ai xò xe khao lành khám ấu đáo cho mọc chất quạt hỏi lực đầy xâm bè khả nhóm chùm riêp xua chai dây nuôn quật đạp nệt mọc chòm bên chân tên ní anh không xùm lần rọc mơ chai anh ná ai văn chai khá khi nhóm nâng áo ai kế chân chún đã rộng mọc tờ bên chân ơi khi nhóm khám yên ở vầy tê bố bằng toàn nà rọc xây xây kron chia bằng nhà có mần bàn phong chăm phía nhà thua ấy chai ta anh chơi mọi lý khi nhóm có o nà tờ hơi dì à vi anh xùm bè xù mìa cái nhà ní lư hơi có lực đáy xùm bè chùm riếp xua tờ lộp bên chân lô nè thẻ rộng mọc bán chân chôn và lý tiếng bí đã sạch bạch hỏi dì nuốn nên vị thư ví bóng tiếng mai phải nóm khi láng chi khôn nông diện ế chmô bên chôn có láng chi bí xì khá lệt ôm rồi mọ hỏi nì dì xua sọc tục tam thông mặt đà tờ chmô bên chôn ní chỉ nẹ miên thôn thiên mùi còn báo nơi khôn nông khét xìm riệp còn góp thua chùm nuốn sở ai bạch đầm bóng hỏi tay miên bưng bẹc liệt tầm mọc nâng khám hỏi ở bộ niên vị thư ví ai mê trái phiếp có các lãng ra viên cổ xa thằng phí nóm ai rộp an khí nghĩa tờ vinh tầm mộc giáng sẵn hát đại bản đàn ai dìn luôn quát đạch sạch nóm côn quát mọc tầm xa năng cơ ní vì phụ tài kết khơi đòi bên chân bằng nó anh muốn bê đại quát chân nằm nào mùi thường ngày nụ quát bán bằng nẹ chất khang mà nẹ ai vi xa luôn mọc bạp chung mộc bên chân đầm bây cầm nọt bị thường ngày nâng bê đại quát chân bị bạc tầm bò mọc xìm riệp tết bên chân xong nơi trai khẳng chuyển đại miền nam chầm bà thôm đọc băng bị mục khung lục bóng đã thưa bị ớt nơi prop thọ lúc miền cho chỉ khao thui thôm mùi vì chất tại đại ca của lạp đại ri sóc bằng prong nơi prop tết thôm rốt chân chỉ lên mùi chỉ rock khung rộng đại miền chân chàng thọ nắng đầm bồ bạc bừng nơi mót cầm bùng chóm mục liền tết con ra hạt mùi vớt miền sạ sàn hỏi chạy tất bí bằng bụng tới khăn nông tì mùi để xâm rạp bằng hồ tới xe rõi rốt của chiếc nơi khăn nông phôm thàn. Nhưng vì thư vị các bờ bàn đó kê hạ thàn này hỏi có hạ đô chi miên ạc các trò chạy mọc rung cổ sọp cài niềng. Vô bà tiền ní, xe rõ lạc là vâng lửa với hỏi miên tộc tú thua xuất bị bên chạy miên rộp dịp xóm ất miên tộc nệch. Nơi lực đa gầm rá thua bí cổ có rôn linh thả lạ đối cân trọng. Nhưng sổ chất rá phía rời riêng này bên chốn chỉ sẽ trầy mùi miễn ở dụng chiếng xám sắp cho năm hai. Tại đời niên mân đai miễn bọt nút rụp niên còn nơi sở trong bọc đôi bọn mà chả rây xuất vì say. Cả bờ khơi nhận đầm nà tập đòi hỏi niên có sức mọc tổ tù đòi xa tổ hai nòm niên viết thư ví nâng dì nuôn tớ bằng hai mình tục đã bầm rõ tục chùn đầm bây ao dì phái quát dọc y văn từ tục đạc. Rồi hỏi niên sổ chật ra có anh chơi nhận đầm nà tiếng bí từ ngũ tắc khốn bình tục trong rẻ cài. Tất trật trẻ để hô sọp lên cây nên vị thư ví bán thua ở niên minh cầm lắng bóng tăng giọt sẽ có đầy rộng hỏi khi nông chất mọc rộng lục mần tớ xong say bán chỉ trán phía phòng. Đối chân này hỏi niên có tù tù đói nhu nhâm nhiễm sẽ có đầy anh chơi nên sẽ trầm chạp tía ai tự đào lên khốn nông xuống cho bà. Niên sổ chật ra cá bờ bàn côi côn rút riêng nên kẻ ra sở khốt sở cùng nấy niên vị thị vị hỡi có miên chân đá chắp sở lãnh hát đô chi ép ôn rung tới tài mùi. Nhiều đi tăng phí ní trách cầm sàn tam bờ lọc cung cả hơi xâm đầy đa nề dây rô khní rô tú ẩn đá rô sát tư trô lô trô lõm nâng sát nây phô mri đài là hà trấp sở côn mì lìa. Niên cho cha hỡi đa tam lực sách đài miên sạc bài tổng nằm cá cực bò ôm song thang. Nè rì niêng lì lìa tất múc nhỏ nhóm bà bà cần đá tết sắp hiếp mùi lọ ẩn cho. Chuôn bà tiết năng chương mà vệnh đã cho rõ rõ một lúc chấm ba mùi thùng. Sự trái tăng bí cầu nôm khí ẩn quy bà lực ẩn đá ẩn đồn tờ chẳng ái. Ai nè tra côi côn mơ rò hạt tất đài vô nhợp nhợp. Hỏi thông ngô bùm nô mình chết trở lòi. Vì nhiên niêng vị thờ vị có lực lông để khôn nông sạc con mùi thông mây. Hãy sẽ đầy ưu cả đời tăng phần mãn có phát triển bàn chân ngài mùi kìa đại. Vẫn tại, đời hai ta sẽ đầy sốc xâm rán đến một lúc mình ta thật thề nơi dù bán. Xâm lên bên chân đã là dễ thả, chạy nhóm sạch nha. Công ta làn nhóm việc khối cùng ấy bác chung trái mới bật sạch lên sạch bài.
đôi chân này có một cắt chân trăm ca phần plasma đấy nấy nà ri nó ở tờ điện vị thư vi đọc vi dô sọc tình phần này bảo này hỏi có xâm lăng mơ tới khơi dì nuôn nâng bỏ rộng chập tia đá tròn màu dì nuôn có tòp tờ bên chân vinh thả mình ấy tê chua ta rồi tê xe mũi bàn hỏi mình xua sọc chài nà hỏi xe ai ní chai anh chơi như rồi tê xe mơ vùng tội sân chó nhóm nâng nơi khom thua lan ở rối toán khán xe ai ní tầm bấy chun chai tầm mơ kháng vùng thống mơ bình tí sấy hai bà sân chỉ mình bế dương tự đó phân nông của lên tay mặt ổng 8 rồi dạ vật thi tay nếp bốn khăn ông ạ tập bọt đọc sẵn vẹn đi phòng bốn nếp đi bốn bà bằng hành vì cả bà đàm rưỡng tù rưỡng rưỡng đầm nạ rưỡng nâng cả bà chọc rưỡng đôi khăn cao cả bà đàm rưỡng cả bà đàm rưỡng nếp đi bốn bà bằng hành vì cả lấy nâng cả rưu rõ bì thỏa mà chết tôi trọng khí thá xìm riệp chỉ con krong mùi sàn nhu nhấm lùm o đòi thân nó đại bên rốt chết cho một lúc tờ lờ tờ chấn tờ cháy nâng đòi con sân tụt mùi đại bên tất là chuồng bà chân bà tòa mặt tiết nhưng khơi mình ca rịp đoàn mô tù ổng đôi chìa gì nguồn được gỡ bệnh chuẩn tẹo to nâng sự cam mà phiêu vĩnh tù ổng thằng bị khẳng lỡ bàn chụp khăn nhiệt đầm bông đòi bàn bịa xâm đầy thá nhóm chùm nghiệp xua chài chì nguồn quát bạc phân hệch mọc chóm ồ bệnh chuẩn tên đi anh khóm xâm năng rộng mờ rút chóp tờ nâng đầm nà rướng tam mặt đòn tù đường rưu đầm nà rướng nên đi bốn ba bằng hai bí vị thi tràn giáng làm bây thuở áo đầm nà rướng sau khi nế tình nâng bánh hà cháu nâng đầm nọ sái nâng không rương đòi thuở áo xây rướng miễn sự cảm hiếp bảo tệ cả lạc nế miễn phiếp rốt rổ vớt thuở áo nẻ án nẻ sạp trụ chất đất ở rõm bố cư chi vị thi để nên đi bốn thuở áo xây rướng bảo khuôn miễn sạp khoa nằm hiếp tiền át rốt át thần lý nâng át rô miễn đồ chía bố nế vị thi thuở áo nẻ án nẹ mớ nẹ sđáp hạ đồ chỉ khinh rụp bất khăn ông ả rộng ủ tì hò lô nẹ thẻ rộng mò bán chân chôn và lý tàng phí xa rạch bạch hơi dĩ nuôn niên vít thư ví bòm tàng mẹ pháy nôm khía lang chi khăn ông diên ai bệnh chốn có lang chi bí xì phlệp sang viết vị thị nẹ nẹ bôn bà vị thị rộp rộp bằng cách nâng sát thang phiếp xem xinh khăn ông sạch rướng đảm bày áo tu ông miên ca sẵn thẳng nìa khăn nìa rư nè dễ xa nhóm chủ nghiệp xua chai dây nuôn quát đạp phần này mọc chậm bệnh chôn tiền đi anh không xâm lăng rộng mờ chai anh ná ý văn chai khla nhóm năng áo ở kế chính chốn đã rồi mọc tử bệnh chôn ơi khi không mình ở tê bố mình toàn nà bạn ấy cứ dịa tì hóa tệ to chủ mùi năng ca xoay chủ lòng khuyết đại kỳ hào thác sang viết vị thị vô tầm an vị thị nét nếp bốn bằng hành pi vị thị để thôi ao cả một phiếu đồng rưỡng miền phía bắc xa láng nâng càn láng rứ trên làng mũi cầm đặc tiệt ưu tỷ họ tất tật chẹt đại hồ sờ bên cai niềng vị thị vĩ bàn thôi ao niềng miền cầm láng prom trăng gió sờ đầy rồng hai không chết mọc rồng lốc mồn tơ sáng mòn bán chỉ trên phía phòng ưu tỷ họ mũi tiết nơi đằng pin ní phát cầm san tam bờ lọc cùng cá hai sân đây đã như vậy rồi khi rồi tu anh đã rồi sát tới chợ lô chợ lõm nâng sát phố mới đại ha trập sụp cuốn mì lìa thì họ thì bấy vị nhiên nhưng vị thứ vị có plek long từ con nông sực co mùi thứ mấy ai sực đây uất đã tiếng phần màn có phát chân bắt ngay mùi kia đài bạ đệ vị thì nên đi bốn bao vị thì bằng hai nơi phép khóc khnía tôi bị khnía vì sự than phép tụ ẩn đã rụng lấy cái riêng ta mà nô có tệ là bạc luôn vấn tay đòi hai tay sẽ đầy sốc xâm ràn nên mà nô lột mình đang thật thì nơi dù bán xâm lấy bên chốn đã như vậy tha chai khi nhóm đáy nha công tài làn khi nhóm việc khối cùng ấy khi nhóm bác chôn chai mơ bà sát lên giả bài đôi chân này có một cách trình trám cá phèn plex mà đấy nấy nhờ rí nụ ọc tử và nếu cứ chia thì họ trọng bà đệ vật thí vậy chân nào vậy thì nhẹ này bốn cứ nhẹ này bốn tơ bác biệt bây xa mảnh nghi án nghi sát nghi dỗ nâng miên lý biệt cầm cháy và lấy sáng cách nghi nghi khlạc khlạc ưu tì họ nơi xa dân là cá rực dồn bạc cho khổng khổng xìm riệp bà thì họ mới tiết lốt nhẹ thẻ rồi mò ban trên chung vật lý ai chung một bệnh chốn còn là chi bí xe phlet ôm rồi mò bà mẹ thà nó không nít cư chìa tìa hóa tệ đo chung mùi nâng cao bà bà bịa bách đè nghi nghi dô hai chị bịa đè dương bà tù tới trong phùng mần đô cục sto bản nặng bà tụ bà dịa bịa đi miễn đô chìa sài gần ca chị bịa sàn dịch cật bà lấy cái đấy có nghi dô lại bà dương bịa nâng bà rọt ngay hai đô chìa bịa vật lý rồi có bí xe phlet chìa bịa bà rắn mà thấy cư dương ảnh dô lắp bịa dương bà chìa bịa chăm thang ngay đài bà mùi tiết cứ rất chân nào vậy thì nên nếu muốn mang ra vậy thì chúng ta sẽ xe tạm tay ảnh mặt ở rừng rồi bật luôn chỉ bị rí và có đòi bị bách khá là bạc thông mặt đá đẹp rồi chỉ chốn rưu mà nụ tu tớ đi dùng bà đi dùng để giấy lọc sắp lọc mớ rưu ăn thì họ xìm riếp chỉ còn có rong mùi sàn thì họ mùi tiết chúng chúng điệp xua chài
Tí bấy ở bên chôn tên ni anh không xâm lăng rộng mơ chai anh nãy văn chai khá nhóm năng áo áo kia chân chùn bên chôn ơi khi mình là vậy tế bố bằng tuần nà chăm phía mọc thua vậy chai nu ta anh chơi mọc lên nhóm có o nà ta hài dì à vì anh xâm biệt xù mìa mà toàn lý cứ tựa tôn chùm mùi năng ở ra chân nà vị thí để kì hào thà kà bà 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 để nghi dố nghi sạp chùm nó chân khói cứ kà bằng chọc bà rướng chi vị thí đình nhạc đi bốn xe bằng chọc bà rướng rướng vì ạ đọa xong bà khuôn đọa bà vị thí chẳng dàng được không ạ thật bà đọa xong lý nên là bốn mà mình chạy đòi bà đọa đầy sừng khâm đọa tù ông dì nguồn năng niên vị thử ví để năng bán mơ bà sát vùng thống bằng tì xí rấy năng ách bằng to đọc nông quần lên mà đoàn thiết nợt ngay xe ách để bên chốn thôi làn rồi ủ thì hó mình xua xót chạy nà hai xe ách ní chạy anh chênh là tế xe mơ vùng tối sân chọc chúng này nhóm năng thua làn ở rút toàn khăn xe ách ní nằm bày chôn chạy mơ kháng vùng thống mơ bằng tì xí rấy hai bà sân miền tế dương tập đọc nông quần lên tại mặt đầu và chân thông ở bà đọa xóa ní cứ bà thà gọt bàn bà hai nhằm bì khai sân khâm rồi viên tụ ông gì nuốt năng vị thực phí để năng ai ban tầm bờ bờ sát hàng nơi vùng thốn thì xây năng bắt đầu là nông đọc nông cần lên đòi bờ là bảo bình chính câu bị ôn ôn ba tam đan ở cả bằng hai nhưng mà nhóm cái đôi chia cả lương cho nơi chẳng nói chạy tôi chúng mình cả tại nhật bản cả làm rừng tù đó nằm trong rừng bị hái năng ở cả lương tiền ho một chuyện tù nữa ta ôn ôn nên chỉnh ngọn trong nát ai không muốn nên không cần bị thôi được bán à khi ông chơi game chơi top được tam ở vậy là ôn ôn chỉnh ngọn và ở cùng chơi đó chụp hình đây video một tập tiếp.